Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chữ tình mà sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Thì theo như lời sư phụ giảng thì tất cả mọi thứ tình cảm, tình cha con chồng vợ, tình anh em, tình bè bạn, tình yêu nam nữ, tất cả mọi thứ tình và cái sự yêu, ghét, buồn, giận, sợ, vui, nói chung là tất cả mọi thứ tình cảm, tất cả mọi thứ thất tình lục dục đều là tình hết. Và sư phụ có nói, nếu chúng ta vượt thoát được chữ tình này thì không một thứ gì ở thế gian này động đến tâm của ta được, và thay thế vào đó là từ bi. Vậy thì bây giờ làm sao chúng ta thoát được chữ tình bây giờ? Thì chúng ta biết rằng tam giới này, sư phụ nói tam giới này tràn ngập chữ tình, tam giới này chữ tình chi phối tất cả. Vậy làm sao ta thoát được nó? Thì trong bài chia sẻ chữ nhẫn với các bạn đó, tôi nói tôi hiểu là ở tầng nào thì phải chấp nhận ở tầng đó. Bây giờ chúng ta đang ở trong cảnh giới con người, tức là trong tam giới, chúng ta phải nhận chịu, phải chấp nhận sự chi phối của chữ tình mà thôi. Và chính chữ tình đã điều khiển chúng ta, đã khiến chúng ta, nó khống chế chúng ta, khiến chúng ta buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn, ưa muốn, siêng năng, chán nản. Nó khống chế chúng ta, nó là những linh thể khống chế chúng ta, bắt con người chúng ta quay cuồng trong thất tình lục dục. Nó làm phát triển cái ma tính trong người chúng ta, mà làm yếu nhược đi cái Phật tính của chúng ta. Vậy thì bây giờ làm thế nào đây? Thì theo như bài chữ nhẫn mà chia sẻ cùng các bạn, thì để thoát khỏi tam giới thì tầng thấp nhất thoát khỏi tam giới đó là tầng sơ cấp A-la-hán. Vậy thì để được trú ngụ trong tầng sơ cấp A-la-hán, chúng ta phải học được cái chữ nhẫn ở tầng đó. Thì theo như nhận thức của tôi đó, chữ nhẫn ở tầng sơ cấp A-la-hán là chấp nhận, là giữ gìn được cái tâm bất động trước mọi hoàn cảnh. Đó, tầng sơ cấp A-la-hán là chữ nhẫn của tầng sơ cấp A-la-hán là bất động tâm trước mọi hoàn cảnh. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào, mà chúng ta nâng cao tâm tính thế nào để mà chúng ta giữ được bất động tâm trước mọi hoàn cảnh? Thì lúc đó tâm thức của chúng ta ở trong cảnh giới sơ cấp A-la-hán, và như thế chúng ta sẽ không bị sự khống chế của chữ tình nữa. Đó, vấn đề đặt ra chúng ta phải làm thế nào để không còn bị sự khống chế của chữ tình, không còn bị các sinh mệnh thể thuộc về chữ tình, các linh thể thuộc về chữ tình, nó gia cường thêm cho ma tính trong người chúng ta, nó làm cho Phật tính của chúng ta bị yếu nhược đi. Thì vấn đề đặt ra là làm thế nào đây? Thì qua quá trình tu học của tôi thấy rằng khi mình siêng năng học pháp cho nhiều, thì chư Phật đạo thần sẽ mở mang trí huệ cho mình,
và gia cường thêm pháp lực cho mình, khiến cho trí tuệ ta được mở và ý lực ta được mạnh thêm. Nhờ trí tuệ được mở nên nhận thức của tôi về chữ tình được rõ ràng hơn. Tôi hiểu rằng chính chữ tình này đã làm cho chúng ta bị chìm đắm trong luân hồi. Chính chữ tình này đã bắt chúng ta đau khổ. Chính chữ tình này làm chúng ta sống trong phiền não, sống trong sự không được ổn định của nội tâm, làm mất đi cái tâm bất động của mình. Đó. Thì nhờ học pháp mà tôi hiểu được như vậy. Khi mình hiểu được nó rồi, khi mình thấy nó không có giá trị trong sự tu luyện của mình, nó làm hại đến sự tu luyện của mình, mình thấy một cách thật sự như vậy, tự nội tâm của mình ngộ ra như vậy, thì cái lực khống chế của các linh thể thuộc về tình đó nó không còn mạnh nữa. Và khi mình hiểu được như vậy đó, thì ý lực mình gia tăng và Phật tính của mình mạnh lên, khiến chúng ta có thể hóa giải được ma tính và khiến chúng ta không còn, hay nói rõ là khiến chúng ta dần dần giảm bớt được sức khống chế của các linh thể thuộc về tình đó. Đó thì tôi thấy khi mình hiểu được vấn đề nào đó thì mình không còn bị vấn đề đó chi phối nữa. Mình thật sự thông hiểu từ tận đáy lòng của mình, hiểu được cái vấn đề đó, nắm chắc được vấn đề đó rồi, hiểu được vấn đề đó không còn tốt đẹp gì với mình nữa, thì tự khắc mình sẽ ra xa rời. Nay chúng ta còn bị một cái gì đó chi phối là vì chúng ta vẫn còn lưu luyến nó, vẫn còn chưa hiểu được bản chất của nó, nên vẫn còn bám víu vào nó. Nay khi chúng ta hiểu được bản chất của chữ tình, thì hiểu được cái sự tác hại của nó, thì chúng ta dễ dàng buông bỏ. Vâng, đó là cái hiểu của tôi như vậy. Nhờ đọc pháp mà tôi được gia tăng thêm pháp lực, và tôi có thêm huệ lực, và nhờ pháp lực và huệ lực khiến cho ý chí của tôi mạnh lên, khiến cho Phật tính của tôi mạnh lên, và tôi khống chế, và tôi khống chế được ma tính, và tôi vượt thoát được sự chi phối của chữ tình trong tam giới này. Ngoài ra, ngoài giờ học pháp, tôi cũng siêng năng trì niệm chân ngôn của sư phụ. Và tôi thấy khi tôi siêng năng trì niệm chân ngôn của sư phụ thì ý lực của tôi cũng được gia cường thêm, ý lực của tôi được mạnh thêm, khiến cho tôi dễ dàng nhận thức được ngay lúc nào mà cái chữ tình nó khởi lên trong đầu não của mình, tôi diệt nó ngay từ trong trứng nước. Vừa định khởi cơn tức giận lên là tôi thấy được nó lên trong tâm tưởng, vừa khởi chữ yêu thương là tôi thấy được nó trong tâm tưởng, hay là những cái sự tình cảm như chán nản, yêu ghét, giận hờn, ham thích gì đó, nó vừa khởi lên trong tâm là tôi thấy được nó ngay, và mình dùng cái ý lực để mà tiêu trừ nó. Đó thì nhờ niệm chân ngôn mà tôi có được kinh nghiệm như vậy. Ngoài ra, tôi còn thấy rằng khi tôi nhớ đến công trụ của mình, thì lúc đó tôi thấy công trụ kéo tôi lên, công trụ đưa tôi lên cao. Và khi tôi thấy khi công trụ đưa tôi lên cao chừng nào
tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng chừng đó, thanh tịnh chừng đó. Tất cả những cái điều đó là thuộc về chữ tình. Tất cả các điều đó là bản chất của tam giới. Nó đang muốn khống chế chúng ta. Nó đang muốn dìm chúng ta vào vũng bùn của tam giới. Thành ra, theo tôi, khi chúng ta thoát được, như sư phụ nói là thoát được chữ tình, sự khống chế của chữ tình, thì lúc đó chúng ta không phải là vô tri vô giác, chúng ta vẫn cảm thấy yêu thương mọi người, vẫn cảm thấy đối đãi tốt với mọi người, nhưng lúc đó không phải là xuất phát chữ tình nữa, mà đúng như sư phụ nói là từ cái tâm từ bi, từ cái trí tuệ, từ cái lòng từ bi của mình và từ cái trí tuệ của mình mà mình vẫn làm việc. Mình không vì làm việc vì danh lợi tình, không làm việc vì ưa hay không ưa, không làm việc vì mến hay không mến, mà làm việc vì hiểu rằng bổn phận của mình, trách nhiệm của mình, làm việc để phụng sự, để giúp đời, để cho mọi người hạnh phúc. Đó, chúng ta không làm việc vì cái tư tâm, tư ngã nữa. Đó. Còn khi ngồi không, ngoài giờ luyện công, học pháp, thì như chạy xe ngoài đường hay đi ngủ, tôi nhớ đến công trụ của mình trên đầu, thì nhờ đó mình trong giấc ngủ mình cũng không bị những thất tình lục dục nó ám ảnh mình, khiến hiện những giấc mơ phá hoại cái đường tu của mình nữa. Và nhờ thường xuyên niệm chân ngôn và thường xuyên nhớ đến công trụ của mình đó, thì khi va chạm với đời, những cái đáng lẽ mà theo người đời là phải là khởi lên cái mâu thuẫn, khởi lên sự tranh đấu hơn thua, nhưng mà nhờ tôi niệm chân ngôn và nhờ nhớ đến công trụ mình, thì những cái tranh đấu hơn thua đó, thì tôi biết rằng nó là những linh thể thuộc về tam giới, nó không dụ tôi được nữa. Nó không dụ tôi mê nó nữa, không dụ tôi, nó không khống chế được tôi nữa. Nên tôi thoát được sự khống chế của nó. Và từ đó tôi chẳng còn cái tâm tranh đấu, chẳng còn muốn hơn thua, chẳng còn biết giận hờn, chẳng còn biết ưa muốn cái này cái nọ. Nếu chúng ta còn bị nó khống chế, ví dụ nam nữ chúng ta, nếu chúng ta còn bị chữ tình khống chế, thì nam thấy người nữ thanh tú thì khởi tâm yêu thích lên. Nữ thấy người nam hiên ngang đẹp trai thì khởi tâm mến mộ lên. Thì những cái tâm nó sẽ dắt tiếp tục, nếu chúng ta để cái tâm nó chi phối riết, nó sẽ đưa chúng ta vào cái chỗ bế tắc của cuộc tình. Và cuối cùng ta sẽ chìm đắm trong đau khổ. Nói tóm lại là theo tôi, để vượt thoát được chữ tình, mọi thứ tình, mọi thứ linh thể thuộc về tình trong tam giới, chúng ta phải làm đúng những lời sư phụ dạy là học pháp luyện công, đặc biệt học pháp cho nhiều, để mà chư Phật đạo thần mở trí cho chúng ta, để mà chư Phật đạo thần gia tăng thêm pháp lực cho chúng ta. Nhờ có mở trí, chúng ta hiểu được bản chất của tam giới. Khi mình hiểu được nó thì mình thoát được nó. Hiểu được cái tác hại của nó đối với sự tu luyện thì mình sẽ dễ dàng thoát được. Ở đây có ai biết cái này là hại mà lại chịu chơi với cái hại không? Mà chịu sống với cái hại không? Biết cái đó là ác độc, là xấu xa thì không ai muốn sống với nó hết, không ai muốn gần nó hết. Đó, thì điều đó chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thoát thôi. Và nhờ ngoài giờ học pháp luyện công rảnh rỗi, mà thông thường chúng ta ngay cả giờ làm việc cũng được. Chúng ta vừa làm việc vừa nhẹ nhàng nhớ đến công trụ của mình, và sau này chúng ta nhớ nhiều nó tự động. Theo cái kinh nghiệm của tôi, mới đầu chúng ta phải chú tâm mà nhớ đến công trụ của mình, khiến cho công trụ nó đi lên, nó đem chủ đích chúng ta đi lên. Nhưng mà khi tôi nhớ nó quen rồi đó, thì tự động, không cần nhớ nữa. Khi tôi làm việc gì, công trụ trên đỉnh đầu tôi nó nặng, nó rút đi lên. Lúc đó nó gọi là automatic rồi, nó trở thành tự động, quán tính rồi. Lúc đầu chúng ta cần phải tập, cần phải chú ý tới nó để làm cho nó hoạt động, làm cho nó đi lên.
mà bản chất nó đã có hoạt động sẵn rồi, đi lên sư phụ đã ban cho ta rồi, mà chẳng ta quên thôi, và ta không ý thức được nó thôi. Còn nay chúng ta chú ý đến nó là ta đang tập ý thức về nó. Ý thức quen rồi thì tâm ta thanh tịnh, thì tâm ta thanh tịnh thì lại càng, nó càng hiện lộ rõ hơn. Khi chúng ta mà thanh tịnh, không bị các lách thách tình lục dục thế gian chi phối nữa, không bị các nguyên lý của thế gian chi phối nữa, thì chúng ta dễ dàng cảm nhận được công trụ, dễ dàng cảm nhận được sự hoạt động của thiên mục. Và khi ngồi định bài số 5, bài tĩnh công đó, chúng ta dễ dàng đạt đến cái chữ định mà sư phụ nói, tức là thấy toàn thân không còn gì hết, nhưng ngồi trong vỏ trứng gà rồi tay chân mất hết, chỉ còn cái đầu não thôi. Đó, thì khi chúng ta thanh tĩnh thì chúng ta dễ dàng nhập định lúc ngồi thiền, và chúng ta dễ dàng cảm nhận được bộ máy khí cơ hoạt động, dễ dàng cảm nhận được công trụ nó đi lên, công trụ đang phóng lên, thường xuyên phóng lên. Và thì đó là kinh nghiệm của tôi, là các bạn hãy thử chia sẻ cùng các bạn để mà chúng ta thử tham khảo xem như thế nào. Và dĩ nhiên khi chúng ta còn sống trong tam giới này thì chúng ta vẫn phải luật thường xuyên đề cao cảnh giác, thường xuyên chú ý, không để cho thất tình lục dục cám dỗ chúng ta. Vâng, thì nãy giờ là những chia sẻ những kinh nghiệm tu học của tôi và những sự thức giác của tôi trong việc vượt thoát khỏi chữ tình. Xin đem ra đây chia sẻ cùng các bạn để mà giúp ích được các bạn trong phần nào. Nếu mà không giúp ích được thì xin các bạn coi như là nghe qua để biết thôi, cũng bỏ qua một bên. Mình mỗi người phải tự tu tự tiến, mỗi người phải tự mình học pháp lấy để mình ngộ ra vấn đề, và từ đó mình thực hành theo, thì đó là con đường tu chân chính nhất. Chứ còn sự chia sẻ của mỗi người cùng tu của chúng ta đây chỉ là chia sẻ kinh nghiệm của nhau thôi. Kinh nghiệm của tôi chưa chắc đã là đúng là bên kinh nghiệm của các bạn, tại mỗi người một căn cơ, mỗi người một trình độ khác nhau hết. Chúng ta chia sẻ là chia sẻ thôi, còn mỗi người cũng phải tiến bước trên con đường của chính mình, do tự mình tìm hiểu, tự mình giác ngộ. Đó mới là con đường tu luyện chân chính, phải không các bạn? Vâng, đây là những sự chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn các bạn.